Xin chào mọi người, mình đang có mặt tại trung tâm giống cây trồng, tiệm giống cây Trung Ương. Hôm nay bên mình đang xuất cau cho khách hàng. Đây là giống cau tứ quý trái dài, là giống cau cho thu quả. Đây là cây giống của bên đơn vị mình. Đóng túi như thế này, một túi là 2, 4, 6, 8, 10 cây. Đây, cây mình lấy ra cho các bạn. Cây này cao khoảng 20 cho tới 25 cm, gốc khá là to nhé. Cau này là cau bầu đất miền Bắc, chuyên trồng thu quả. To cây nào cũng đều đẹp như nhau. Ngoài cấp độ cây giống này thì bên mình còn xuất khách hàng này hỏi lấy cả cây trai một chút, là hàng bánh đảo bầu. Nên nhớ một cây ra rút léo khoảng 1m2, cây cực kỳ đẹp này, gốc này. Các hàng nào có nhu cầu trồng cau vui lòng liên hệ với bên mình, có địa chỉ tại khu 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, hoặc gọi vào hotline trên bài đăng để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.